Nhà Minh Chánh tài mãi, mến chào quý anh chị. Hôm nay vẫn như hàng ngày em lại đi tiếp tục đi review những mẫu nhà mới giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình. Thì hôm nay em sẽ gửi đến quý anh chị mình một cái căn nhà được tọa lạc là sát quốc lộ 50, ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn nha quý anh chị. Và căn nhà của mình với diện tích là ngang 4m2, chạy sâu vào sẽ là tận 28m luôn, và được xây dựng là một trệt lên tận 2 lầu nha quý anh chị. Có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh, có sân trước để cô chú anh chị mình đổ ô tô, sân sau lấy chó trời, cực kỳ là mát mẻ luôn. Và được tặng full nội thất để gửi đến quý anh chị mình với pháp lý nhà sổ hồng riêng, hướng nhà là hướng tây bắc nha quý anh chị. Và được bán với một mức giá tổng luôn chỉ đúng 2 tỷ 8, 50 triệu thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha, đường ô tô di chuyển tận nơi ngôi nhà mình. Và giờ em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển ra để mình tham quan sơ cái mặt diện ngôi nhà và không gian trong căn nhà, với lại cái đường đi vào nhà của mình nha quý anh chị. Căn nhà của mình á là nằm ngay trung tâm nên mình tiện ích xung quanh rất là đầy đủ, mình đi trong vòng bán kính khoảng 500m thôi là mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích cho cô chú anh chị mình sinh hoạt hàng ngày luôn. Và đây là cái con đường dẫn vào nhà của mình, là con đường bê tông rộng đâu đó tầm khoảng là 4 đến 5 mét nha quý anh chị. Xe ô tô 4 chỗ 7 chỗ xe tải di chuyển tận nơi ngôi nhà của mình luôn đó. Với hướng bên đây á, quý anh chị mình có thể di chuyển ra ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc, ngay trung tâm luôn. Và hướng bên tay trái của em, quý anh chị mình có thể di chuyển ra ngay quốc lộ 50, đường tránh quốc lộ 50, ngay dòng xây Tân Kim nha quý anh chị. Ở đây á, mình di chuyển về các quận huyện như quận 8, quận 7, Nhà Bè, Bình Tân thì mình đi đâu đó tầm khoảng hơn 20 phút thôi. Với cái mẫu nhà của mình là được xây dựng là nhà riêng lẻ nha quý anh chị, tường riêng, cột riêng, móng riêng, đa cũng riêng luôn. Và xây dựng là một trệt lên tận 2 lầu với cái thiết kế theo cái kiểu mái hộp cực kỳ là sang trọng luôn. Căn nhà của mình sẽ cho mình là một cái sân ô để mình đổ ô tô rộng rãi nha quý anh chị. Ở đây mà quý anh chị mình muốn đi trường học cấp 1, cấp 2, thế giới di động, điện máy xanh, chợ, trường học rồi đó thì mình đi trong vòng bán kính khoảng chỉ có 500m thôi là quý anh chị mình có thể bắt gặp đầy đủ tiện ích luôn. Hướng đây quý anh chị mình di chuyển ra ngoài đó tầm khoảng là 100 đến 200m thôi là ra tới quốc lộ 50 rồi. Và hướng này quý anh chị mình đi khoảng 4 đến 500m là mình ra ngay trung tâm thị trấn Cần Giuộc luôn nha. Đó. Và trước khi vào trong căn nhà là bên đơn vị em sẽ làm cho quý anh chị mình hai cái cột hai bên rất là to luôn, và có 2 bóng đèn á quý anh chị, ban đêm mở rất là sáng nha. Và lớp cửa đầu tiên sẽ cho anh chị mình lớp cửa sắt sơn tĩnh điện hai cánh nha quý anh chị, có chi tiết mạ vàng đồng tiền đây nè, cực kỳ là sang. Và mình di chuyển sâu vào bên trong sẽ cho anh chị mình một cái sân rộng rãi thông thoáng vô cùng luôn nha quý anh chị. Sân đây á, anh chị mình có thể đổ chiếc ô tô 7 chỗ, đổ chiếc người 6 chỗ, đậu vô vẫn được luôn. Và cái căn này đặc biệt là bên đơn vị em đã làm mái che cho cô chú anh chị mình hết rồi. Và hàng rào sắt xung quanh kiên cố hết cho anh chị mình luôn. Về ở cũng rất là an toàn nha quý anh chị. Di chuyển vào xong sẽ cho mình là một cái bậc tam cấp để mình di chuyển vào căn nhà của mình. Đó. Và lớp cửa thứ hai sẽ cho mình là lớp cửa sắt sơn tĩnh điện với kính là kính cường lực nha. Rèm cửa thì bên đơn vị em cũng đã lắp đặt đầy đủ cho cô chú anh chị mình hết rồi. Và đây sẽ là một cái không gian phòng khách rộng rãi thông thoáng cho cô chú anh chị mình, sẽ tặng lại cho quý anh chị mình một bộ bàn ghế gỗ cao cấp ở khu vực đây, đặt ngay không gian phòng khách cho anh chị mình luôn. Hệ thống trần thạch cao, đèn nguyên khối nha quý anh chị. Đó, có một cái bóng đèn pha lê ngay chính giữa cực kỳ là sang luôn. Dưới chân cầu thang thì bên đơn vị em sẽ để chấm về quý anh chị mình cũng có thể phát sinh thêm một cái tủ trực hợp ở dưới khu vực chân cầu thang nha quý anh chị. Và mình di chuyển kế tiếp nữa sẽ cho anh chị mình một cái không gian bếp rộng rãi thông thoáng vô cùng. Căn nhà của mình là đặc biệt có sân sau để lấy cho trời, cực kỳ là mát luôn nha quý anh chị. Đây là một cái không gian bếp cho anh chị mình. Bên đơn vị em cũng đã lắp đặt hệ thống tủ bếp trên và hệ thống tủ bếp dưới rồi, bồn xứ cho cô chú anh chị mình luôn. Ở đây đã lắp đặt sẵn kệ úp chén cho cô chú anh chị mình rồi nha. Và tặng lại cho anh chị mình một bộ bàn ăn 6 ghế cao cấp ở khu vực không gian phòng bếp luôn. Hệ thống trần thạch cao này, đèn thì full đầy đủ cho cô chú anh chị mình hết luôn. Tường gạch á thì bên đơn vị em ốp lát từ không gian phòng không gian sân trước có quý anh chị, ốp lát tặng tới sân sau cho cô chú anh chị mình luôn, nên cực kỳ là sạch sẽ nha. Qua mình di chuyển ra đây nữa sẽ là một cái không gian nhà vệ sinh được đặt ở phía ngoài cho anh chị mình tiện sinh hoạt nha. Trong đây thì vẫn có một cái giác ngăn và công năng sử dụng thì đầy đủ hết rồi đó. Qua mình di chuyển kế tiếp nữa sẽ cho anh chị mình một cái sân sau cực kỳ là mát luôn nha quý anh chị. Wow, ra đây gió thổi mát ghê luôn á quý anh chị. Đây một cái sân sau rộng rãi nè, về quý anh chị mình có thể cho yêu cây kiểng thì mình có thể trồng thêm cây kiểng ở khu vực ngoài này nha. Bên đơn vị em cũng đã làm hàng rào bao bọc lại khung quan khu vực đất của mình rồi nha quý anh chị. Ở đây sẽ cho mình một lớp cửa kéo nha, kéo đây lâu nha quý anh chị. Đó, rất là an toàn luôn.
Và xem đến đây rồi, quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em để em có động lực đi vay nhiều mẫu nhà giá rẻ để phục vụ đến anh chị mình. Bên kênh nhà Bình Chánh Tài Mãi Kim Châm làm việc luôn luôn lúc nào cũng là đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí. Em quay căn này em sẽ báo giá tổng, giá công khai, chỗ sách, diện tích như thế nào, em sẽ nói hết trên video cho quý anh chị mình nắm bắt kịp trước khi mình có dự định về đây trải nghiệm cái mẫu nhà ngày hôm nay. Nếu mà quý anh chị mình muốn đi xem cái mẫu nhà ngày hôm nay thì hãy nhấc máy lên gọi ngay qua số điện thoại em có để trên màn hình. Nếu mà quý anh chị mình xuống đây đã xem ưng vị trí và ưng căn nhà thì em sẽ alo cho anh chủ sách sổ qua cho cô chú anh chị mình thương lượng giá trực tiếp ngay chính chủ luôn nha. Và giờ mà quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên để mình không khóa không gian tầng trên nha. Và đây là tầng trên sẽ thiết kế cho anh chị mình hai phòng và một cái không gian nhà vệ sinh nha anh chị. Và mình di chuyển ở cuối dãy nhà sẽ cho mình là một cái phòng rộng rãi thông thoáng vô cùng. Gạch ở dưới thì bên đơn vị em sẽ lắp gạch giả gỗ cho cô chú anh chị mình luôn nha. Tường gạch thì vẫn ốp lên tặng lên cao. Ở đây á dây chờ ống đồng đèn full đầy đủ cho cô chú anh chị mình rồi. Có không gian cửa sổ để lấy gió trời là quý anh chị, có màn cửa đầu đầy đủ hết rồi nha. Cửa phòng của mình sẽ là cửa bằng nhôm xung pha nha quý anh chị. Di chuyển qua đây nữa sẽ là một cái không gian nhà vệ sinh đó. Trong đó thì cũng đầy đủ công năng cho anh chị mình sinh hoạt nha. Và mình di chuyển qua đây quý anh chị, quý anh chị có để ý không? Từ không gian dưới tầng trệt di chuyển lên đây thì bên đơn vị em sẽ ốp dách PNC cho cô chú anh chị mình hết luôn. Nên vào căn nhà vô cùng mát nha quý anh chị. Đó, cực kỳ là sang đối với căn nhà ngày hôm nay luôn. Và mình di chuyển qua đây nữa sẽ là một cái không gian phòng thứ hai ở trên tầng 1 của gia đình mình. Đó, rộng rãi thông thoáng vô cùng. Quẳng là trần thạch cao, đèn những khói, dây ống đồng chờ sẵn cho cô chú anh chị mình rồi. Và mình di chuyển ở đây nữa sẽ là một cái ban công dài chi suốt cho cô chú anh chị mình nha. Ra đây mát dữ lắm nha anh chị. Ngôi nhà của mình là hướng Tây Bắc nha. Nếu quý anh chị nào thích hợp hướng Tây Bắc á, thì nhắc máy lên gọi ngay cho em. Như quý anh chị mình có thể quan sát sơ nhà cửa chẳng khác gì ở ngay thành phố Hồ Chí Minh nha. Đường xá thì cũng rộng rãi thông thoáng vô cùng luôn đó. Và xem đến đây rồi, nếu mà quý anh chị mình muốn đi xem mẫu nhà thì hãy nhắc máy lên gọi ngay cho em để mình có thể về đây trải nghiệm thực tế của mẫu nhà ngày hôm nay nha. Một cái căn nhà với diện tích ngang 4m2, dài tầng 28m, xây dựng lên tầng 2 lầu mà bán với mức giá chỉ có 2.850 thôi, quá là rẻ rồi nha quý anh chị. Và dạy mai quý anh chị mình cùng em di chuyển lên trên nha. Và đây sẽ là tầng thứ hai, tầng cao nhất của căn nhà của mình. Trên đây vẫn thiết kế cho mình là hai phòng và một cái không gian nhà vệ sinh. Vẫn lót gạch là giả gỗ cho anh chị mình nha, cực kỳ là sang. Đó, phòng thì rộng rãi thông thoáng, có không gian cửa sổ cho anh chị mình. Tầng cao nhất này đặc biệt là sẽ có ban công trước và ban công sau cho anh chị mình luôn nha. Và mình di chuyển ra đây là ban công sau của căn nhà của mình. Thì ra đây á. Đó, ra đây thì mình có thể quan sát được toàn cảnh hoặc xung quanh luôn nha quý anh chị. Dân cư ở thì rất là đông đúc và sầm phúc luôn. Gần công ty xí nghiệp nữa. Ở đây á, mình đi cạo búa trường học được rất là gần. Và mình di chuyển kế tiếp nữa sẽ là vào phòng thứ hai. Thì trước khi vào phòng thứ hai thì sẽ là một cái không gian nhà vệ sinh nha anh chị. Đó, đầy đủ công năng luôn. Ở đây á, tầng thứ hai này thì bên em sẽ ốp dách giả gỗ cho cô chú anh chị mình nha. Đó. Và qua đây nữa sẽ là phòng thứ hai trên lầu cho anh chị mình. Phòng cũng rộng rãi, đầy đủ công năng nha quý anh chị. Ra đây sẽ là một cái ban công tròn trước nhà cho anh chị mình luôn. Ra đây mình có thể quan sát được toàn cảnh vật xung quanh luôn nha quý anh chị. Ở đây á, mình đứng đây là mình có thể nhìn thấy được quốc lộ 50 luôn nha quý anh chị. Đó, mình nhìn xa xa đó là quốc lộ 50 nha, sát bên luôn. Đây ra ngõ đó tầm khoảng 100 đến 200 mét thôi. Dân cư ở thì cũng rất là đông đúc và sầm phức luôn nha quý anh chị. Đứng đây là mình có thể nhìn thấy dòng xây Tăng Kim luôn, rất là gần. Ở đây mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm khoảng 20 đến 25 phút thôi. Đó, đường xá thì rộng rãi thông thoáng vô cùng. Bây giờ thì em mời quý anh chị mình cùng em di chuyển về không gian tầng dưới, em sẽ nói là giá đâu ra một cái căn nhà với một mức giá cực kỳ là rẻ nữa quý anh chị. Với diện tích là ngang 4m2, chạy sâu vào sẽ là tầng 28m luôn. Và được xây dựng là một trệt lên tầng 2 lầu nha quý anh chị. Có 4 phòng ngủ và 3 không gian nhà vệ sinh. Có sân trước để anh chị mình có thể đổ ô tô thoải mái luôn. Sân sau lấy gió trời, cực kỳ là mát luôn nha quý anh chị. Và được tặng full nội thất cơ bản để phục vụ đến anh chị mình. Hướng nhà thì là hướng Tây Bắc nha quý anh chị. Anh chị nào hợp với hướng Tây Bắc thì hãy nhắc máy lên gọi ngay cho em qua số điện thoại em có để trên màn hình. Với cái mẫu nhà ngày hôm nay được bán với một mức giá tổng luôn thì đúng 2.850 triệu thôi, vẫn còn thương lượng mạnh mẽ trực tiếp ngay chính chủ nha. Pháp lý sổ hồng riêng mình có thể đi công chứng sang tên trong ngay. Đường dẫn vào nhà của mình là đường bê tông rộng đâu đó tầm khoảng 5m, được nằm là ngay sát quốc lộ 50, gần ngã ba Tăng Kim. Mình di chuyển về các quận huyện thì mình đi đâu đó tầm khoảng là 20 đến 25 phút thôi. Đó. Đường xá này rộng rãi thông thoáng vô cùng rồi. Và xem đến đây quý anh chị mình cũng đừng quên bấm đăng ký kênh cho em nha. Bây giờ em xin kết thúc video tại đây.